Sau đây là kết quả xổ số Khánh Hòa, Chủ nhật, ngày 16 tháng 4 năm 2023. Giải 8, trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 05. Giải 7, trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 253. Giải 6, trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 3594, 5502, 7298. Giải 5, trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 6198. Giải 4, trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 06459, 07738, 43676, 43210, 71246, 32048, 15165. Giải 3, trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 92510, 88691. Giải nhì, trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 59626. Giải nhất, trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 66228. Giải đặc biệt, trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 016849. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 016849.